Hello, xin chào anh em nhé. Chào anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Ok, hôm nay thì lại tiếp tục hướng dẫn anh em, chia sẻ anh em cách bắt cầu sóc đĩa nhá. Với số là 35 cổ mình sẽ đánh như thế nào, bọn này như thế nào để kiếm được lãi mời em xem nhá. Được rồi, bây giờ thì triển luôn. Đầu tiên này bài mình có sóc đĩa này. Với cái cầu hiện tại đang chạy ngắn như thế này, khả năng là mình đánh dạo trước nha. Xíu nữa thì mình sẽ chia sẻ công thức cho anh em sau. Cái công thức thì nó cũng không có gì nó khó đâu em. Anh em chỉ cần tìm cho mình những cái điểm hàng dọc thôi. Rồi sau đó thì tìm ra số chẵn thì anh em đánh chẵn, tìm một số lẻ anh em đánh lẻ. Nhưng hiện tại chưa vào bộ nhá. Giờ thì khả năng là mình sẽ đánh con lẻ trước đi. Nhờ. Mở màn dạo đầu tí. Đó, 3M nhá. Rồi, xem kết quả đầu tiên sẽ là gì. Bú không? Đó, bú ngay con chẵn anh em ạ. Đấy. Thật sự nó quá đơn giản. Rồi bây giờ tiếp theo. Tiếp tục chúng ta sẽ có gì đây. Tài này thì khả năng là đánh con chặn đấy nhờ. Rồi sau tài này bắt đầu có thêm công thức anh em nhá. 25, 3M luôn này. Xem có nét căng nữa không anh em ơi. Đấy. Thì anh em sẽ cái công thức xíu nữa đợi reset xét xong rồi nhá, đợi xong phiên này nè. Chỉ cần đi tìm cho mình những cái điểm hàng dọc thôi. Và điểm hàng dọc nghĩa là gì? Là mỗi cái hàng dọc điểm phiên này mà chúng ta có hai con trắng và hai con đỏ thì anh em sẽ tính cho mình là một, đúng không? Đấy, mà cứ đếm thôi. Xem có bao nhiêu điểm hàng dọc ở trên cái bảng cầu này. Cái phiên cầu này. Đấy, đếm là bao nhiêu? Ví dụ đếm là 5 con điểm hàng dọc đúng không? Thì 5 là con số lẻ, anh em đánh mình có lẻ. Đếm là 6 con thì 6 là con chẵn thì em đánh chẵn. Đấy, được rồi, xong tay này rồi. Tay này gãy mất anh em ơi. Đánh luôn nhá, chuyển luôn nhá. Điểm dọc ở đây sẽ có mấy đây ạ? Đầu tiên thì chúng ta sẽ có từ từ đợi reset xong anh em. Rồi, bây giờ đếm này. 1 nha. 2 này, 3 này, 4. Đấy, 5. Như vậy có 5 điểm. 5 là lẻ đúng không? Thì lại cốt là con lẻ đâu ấy. Quá đơn giản. Đâu để xem tao này có lụm hay không nhá. Trời ơi, lại ra chẵn anh em ạ. Đánh lẻ ra chẵn này toang quá nhở. Thật sự là hơi toang đấy anh em ạ. Đấy. Giờ thì là 1 nhá. Đấy, 2 này, 3, 4, 4 là chẵn thì chơi mình còn chẵn luôn. Đủ má tao này mà nó gãy thì chơi bời gì nữa anh em, nghỉ luôn đi nhở. Cáu rồi đấy nhá. 10 củ nhá. Chơi luôn này. Xem có thứ tử không nhỉ? Nếu mà tay này mà nổ chẵn mà có thứ tử nó là ngon đấy anh em ạ. Rồi ok, bú chẵn nhưng mà không có thứ tử anh em ạ. Đen ở cái đấy. Giỏi quá nhờ. Sao không có thứ tử ta. Tại đấy mà có thứ tử thì đúng là chắc nghỉ luôn anh em nhờ. Lãi to mà đúng không. À tiếp theo. Bây giờ là 1 nha, 2 này, 3. Đấy, có 4. Như vậy là chỉ có 4 thôi. 4 là chẵn thì tiếp tục đánh chẵn. Đấy, cứ như vậy đều tay như vậy cho mình nhá. Là anh em sẽ có lãi thôi. Được chưa. Rồi 1/5 này, xem kết quả này. Trời ơi, lại ra lẻ em ạ. Căng quá đi. Căng quá đi đúng không? Rồi bây giờ thì là bao nhiêu đây? Lại phải làm lại anh em ơi, gãy không được nản nha. Gãy thì thôi, bỏ đúng không? Không được kiểu gọi là gãy là cay là gà to anh em ơi, không nha. 1 này. 2 rồi lại là như vậy là có 3 con anh em ơi. Tổng có 3 nhá, lại đánh lẻ mình.
Cái này thì đánh lẻ 5 lít thôi. Đấy, gậy to to bắt đầu sợ anh em ạ. Tầm này đánh nhỏ thôi đúng không? Trời ơi, thấy cho anh em ơi, lại ra chẵn, lại ra thứ tử ấy chứ. Đèn quá. Mà không sao, không sao, không sao, bình tĩnh thôi. Bây giờ thì làm bao nhiêu đây? Lại em ạ, gãy rồi phải làm lại đúng không? Bây giờ là 1, 2, 3, 4, 5 nhá. Như vậy là có 5, 5 lẻ, tiếp tục chơi mình có lẻ này. Căng quá anh em ạ, khó quá nhỉ. Ok, may quá tay này bố rồi, thì tổng là mình sẽ chốt được 3 củ mình nghỉ với anh em nhá. Cầu này không muốn đánh nữa anh em ạ, khó quá. Và anh em xem video của mình, nếu mà cảm thấy hay thì đừng quên để lại cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau của mình nhá. Đó, anh em nếu mà vào công thức nhá, nhớ là vào đều tay thôi, đừng có vào to nhá. Ok.